Hello, 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 mình là Heo TV đây. Và hôm nay mình đã quay trở lại với một video mà có thể ngồi xuống và cùng trò chuyện với mọi người. Cũng khá là lâu rồi mình không có làm video về chủ đề này. Đó chính là chuyện đại học nghe mình kể chuyện. Và hôm nay câu chuyện mà mình muốn đem đến mọi người là một câu chuyện mà mình nghĩ sẽ là một cái vấn đề và cũng có thể là một cái nỗi lo dành cho những bạn yêu thích và quan tâm đến ngành quan hệ công chúng. Như các bạn cũng biết là mình đã làm rất là nhiều video về ngành quan hệ công chúng cũng như là những cái chia sẻ của mình về ngành quan hệ công chúng. Và dưới những cái video đó thì mình luôn nhận được những cái câu hỏi của mọi người về việc là các bạn hướng nội, các bạn trầm tính, các bạn ngại giao tiếp thì các bạn có phù hợp với ngành này không? Vì mình đã nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm của mọi người về cái vấn đề này, cho nên là mình đã quyết định làm một cái video chia sẻ với mọi người về cái chủ đề này. Đó chính là liệu bạn hướng nội, bạn có thể học được ngành quan hệ công chúng và truyền thông hay không? Và cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người trước khi bắt đầu video này, đó là mình thật ra là một người hướng nội. Mình nghĩ là nếu các bạn có xem những video của mình, đặc biệt là video 20 sự thật về mình, thì mình cũng đã có chia sẻ rồi, mình là một người hướng nội. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn theo học ngành quan hệ công chúng. Bản thân là một người hướng nội và bản thân là người học quan hệ công chúng. Và mình đã nhận thấy được cái nỗi lo này ở mình và ở chính các bạn, cho nên là mình đã làm cái video này để chia sẻ về cái hành trình mà bản thân học ngành quan hệ công chúng như thế nào và quá trình mình đã thay đổi để thích nghi với ngành này ra sao. Thì mình nghĩ là video này mình sẽ chia ra làm 3 ý chính. Đầu tiên thì mình sẽ nói về tính cách của mình, một tính cách của một người hướng nội. Và thứ hai đó là mình sẽ chia sẻ về việc tại sao mình lại chọn ngành quan hệ công chúng của trường Đại học Văn Lang. Và thứ ba là quá trình thích nghi, thay đổi của bản thân để mà phù hợp với ngành quan hệ công chúng như thế nào. Gần đây thì có một bạn đã hỏi mình như thế này, là em là một người ít nói, hơi trầm tính nhưng đặc biệt dễ gần, quan tâm mọi người xung quanh, không biết thì có hợp với ngành nghề này không ạ? Mong chị trả lời. Mình nghĩ đó cũng là một trong những cái lý do khiến mình làm cái video này. Đầu tiên thì mình sẽ nói sơ về cái tính cách của mình một chút. Thì mình là một người hướng nội. Một số bạn theo dõi kênh của mình á thì nghĩ là mình có thể kiểu nói trước ống kính như thế này. Với lại thì mình cũng học ngành quan hệ công chúng nữa, cho nên là mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn nghĩ rằng là mình là người hướng ngoại. Nhưng mà thật ra mình là một người hướng nội. Và trước đây á thì mình cũng rất là ngại giao tiếp với mọi người và đặc biệt là rất ngại đứng trước đám đông. Nếu mà xét về cái phương diện mà giao tiếp với mọi người á thì những cái lần gặp ban đầu với những người lạ thì mình đều kiểu như là khép mình lại, ít nói, chứ mình không thể nào mà có thể hoạt bát vui vẻ và kiểu thể hiện được cái tính cách thật của mình ra cho mọi người ngay từ lần gặp đầu tiên được. Có rất là nhiều người nhận xét lần đầu tiên gặp mình với những lần sau, với những lần đã chơi thân rồi thì mình như là hai con người hoàn toàn khác. Còn về cái việc mà đứng trước đám đông á thì thật ra là mình cũng rất là ngại đứng trước đám đông, đặc biệt là ngại kiểu như đứng thuyết trình hay là đứng nói trước mọi người hay là đứng phát biểu gì đó. Thì thật sự là mình là một người rất là ngại việc đó. Mình nghĩ là bản thân mình bị ngại cái tâm lý gọi là tâm lý đám đông, tức là mình đang đứng ở trên, ví dụ là đứng trên bục giảng của thầy cô đi, thì mình trong lúc mình đang đứng mình thuyết trình hay mình đứng mình nói thì sẽ có rất là nhiều ánh mắt của mọi người, của bạn bè nhìn vào mình và cả thầy cô nhìn vào mình nữa. Cho nên là những lúc đó thì mình sẽ bị kiểu sợ và áp lực. Và bản thân mình cũng không phải là một người mang tính cách quá phù hợp với ngành PR đâu. Khi mà nghe tên ngành của mình là ngành quan hệ công chúng và truyền thông thì mọi người sẽ liên tưởng ngay đó là một cái ngành nghề gì đó dành cho những bạn hướng ngoại, những bạn năng động, những bạn nói nhiều, những bạn có thể giao tiếp tốt. Ngay khi mà mình nói với mọi người mình sẽ chọn ngành này để mà học thì rất là nhiều người bất ngờ. Nhiều người đặt ra câu hỏi đó là tại sao con bé nó ít nói như vậy, nó kiểu ngại đám đông như vậy mà nó lại chọn ngành quan hệ công chúng. Nếu mà so về tính cách của mình với tính cách của những bạn học ngành quan hệ công chúng khác thì thật ra mình có một cái gì đó trầm hơn mọi người một chút. Qua những cái chia sẻ về cái tính cách của mình thì mọi người cũng có thể nhận thấy được phần nào những cái yếu tố của một người hướng nội ở trong mình, và cũng có thể những cái tính cách của mình cũng sẽ có một cái gì đó tương đồng với mọi người, những bạn luôn nghĩ là mình hướng nội
hội. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ vì sao với cái tính cách này mà mình vẫn bất chấp tất cả, bất chấp cái sự nghi ngờ của mọi người xung quanh về bản thân mình đối với ngành này mà mình vẫn chọn học ngành quan hệ công chúng. Thì cái hành trình mà chọn ngành nghề của mình á thì mình cũng đã làm một cái video chia sẻ về cái việc này rồi, mình sẽ để video ở đây. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chia sẻ vì sao cái tính cách này mà mình vẫn chọn ngành này, mình sẽ chia sẻ sâu hơn một chút đối với riêng cái suy nghĩ và cái quan điểm của mình thôi. Đó là khi mà mình chọn một cái ngành nghề gì đó thì mình sẽ quan tâm bản thân mình có thích ngành đó hay không. Tại vì nếu như mà mình đã thích một cái gì đó thì mình sẽ kiểu như mình sẽ thay đổi vì nó, chứ mình không phải mình cảm thấy là bản thân mình như thế này với ngành nghề này, và hai cái bản thân mình, tính cách của bản thân mình với ngành nghề này quá khác biệt, quá không phù hợp với nhau, và mình kiểu mình bỏ, mình không học. Khi mà suy nghĩ đến ngành quan hệ công chúng á thì mình kiểu như mình chỉ cảm thấy là mình thích ngành này. Và cái lúc mà mình chọn ngành quan hệ công chúng á, mình hoàn toàn không nghĩ đến cái tính cách của mình luôn. Mình không nghĩ tới cái việc là mình là người hướng nội, mình là người ít nói, mình là người ngại đám đông, ngại giao tiếp. Mình không nghĩ tới vấn đề này luôn. Mình chỉ quan tâm là bây giờ mình thích, mình sẽ học ngành này, vậy thôi. Chia sẻ một chút á là vào năm nhất, khi mà mình tham dự một cái tuần lễ gọi là cái tuần sinh hoạt công dân dành cho sinh viên, mình nghĩ là những bạn học ở Văn Lang sẽ biết là hàng năm cứ vào mỗi đầu năm học, năm nhất, năm 2, năm 3, năm 4 thì trường sẽ tổ chức những cái buổi sinh hoạt công dân. Trường sẽ mời những cái diễn giả, đó có thể là những người nổi tiếng, những doanh nhân có am hiểu về cái lĩnh vực đó, có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đó về trường, và chia sẻ cho mọi người những cái kinh nghiệm của họ về cái ngành nghề này. Thì mình nhớ là trong cái tuần sinh hoạt công dân của năm đầu tiên thì có một cái câu hỏi của một sinh viên dành cho cái diễn giả đó mà mình nghĩ là tới bây giờ mình vẫn còn nhớ luôn. Thì bạn ấy hỏi là liệu ngành quan hệ công chúng có phù hợp với người hướng nội hay không. Thì mình đã nhận được một câu trả lời mà mình phải cảm thấy là mình rất thích câu trả lời đó luôn. Đó là cái diễn giả đó nói là thật ra dù bạn hướng nội hay hướng ngoại, bạn đều có thể học ngành mà bạn yêu thích. Và mỗi cá nhân của chúng ta đều tồn tại một cái tính cách. Tất cả những cái tính cách đó sẽ đều có những cái ưu điểm và có những cái khuyết điểm riêng. Cái điều quan trọng là chúng ta phải biết tận dụng những cái ưu điểm về cái tính cách của mình để làm sao thích nghi và phù hợp với ngành nghề đó. Còn những cái khuyết điểm thì chúng ta sẽ từ từ điều chỉnh cái phần tính cách của mình để cho nó phù hợp hơn với cái tính chất của ngành nghề này, với cái tính chất của công việc trong tương lai. Cái tính cách nào nó sẽ cũng có những ưu điểm và có những cái khuyết điểm riêng. Quan trọng là bạn có biết thích nghi và thay đổi để phù hợp với cái ngành nghề này hay không. Và sau khi nghe những cái chia sẻ đó thì mình cảm thấy rất là yên tâm để tiếp tục theo học ngành này. Trên mặt lý thuyết là như vậy thôi, còn về thực hành, về cái quá trình thực ra nó như thế nào á thì mình nghĩ là đây là thuộc về mảng kinh nghiệm bản thân. Thì đây là lúc mình sẽ chia sẻ với mọi người mình đã thay đổi, mình đã thích nghi như thế nào để mà điều chỉnh cái tính cách của mình phù hợp hơn với ngành này. Mình nghĩ là hiện tại mình có thể nói là mình là sinh viên năm 3 rồi. Trong suốt cái thời gian mà học tại đây á thì cái tính cách của mình nhìn lại, mình phải nói là nhìn lại tính cách của mình hiện tại so với tính cách của mình ở năm nhất thì nói chung là nó cũng đã có những cái thay đổi nhất định. Những cái thay đổi ở đây không phải là trước đây là mình là một người hướng nội mà thay đổi một cái mình lại trở thành người hướng ngoại luôn, thì đó là không phải. Cái thay đổi ở đây đó là so với năm nhất á thì mình đã có thể tự tin hơn đứng trước đám đông để mà có thể thuyết trình, hay là khi mà thầy cô kêu phát biểu thì mình có thể kiểu dễ dàng hơn, không có bị áp lực tâm lý là mọi người nhìn vào mình mà mình không có thể diễn đạt được một cách tự nhiên cái ý của mình. Bên cạnh đó thì cái việc mà giao tiếp với mọi người á, mình cũng đã có thể giao tiếp tốt hơn. Những cái lớp ở đại học sẽ thay đổi liên tục, các bạn vẫn sẽ có một lớp gọi là lớp cố định của mọi người, nhưng mà thật ra trong suốt cái quá trình mà học các môn học, hay học từ năm này qua năm khác, từ học kỳ này qua học kỳ khác, thì mỗi một môn học trong những cái học kỳ đó sẽ là một lớp riêng, chứ không phải các bạn sẽ học một cái lớp đó và đi theo mọi người suốt 4 năm luôn thì không phải. Mọi người sẽ phải liên tục tách lớp, liên tục gặp bạn mới, liên tục phải thành lập những cái nhóm mới và liên tục phải thích nghi với những cái môi trường mới. Sau khoảng thời gian gần đây á thì mình là một người kết bạn rất là dễ, thậm chí là mình còn là người bắt chuyện với mọi người. Có một điều mà mình muốn chia sẻ đối với những bạn hướng nội là như thế này. Thật ra là bất cứ một cái sự thay đổi nào nó cũng sẽ có một cái quá trình nhất định. Ở một cái môi trường đại học, mọi người sẽ làm quen được với rất là nhiều điều mới. Các bạn sẽ có thể làm quen được với việc làm việc nhóm. Các bạn có thể làm quen với việc chuyển đổi lớp liên tục. Các bạn có thể làm quen với nhiều giảng viên khác nhau. Có giảng viên khó tính, có giảng viên dễ tính. Các bạn cũng có thể làm quen được với rất nhiều cái môn học khác nhau.
những cái môn học đòi hỏi mọi người phải thể hiện bản thân mình, ví dụ như là kỹ năng nói trước công chúng và rất rất nhiều cái kỹ năng khác. Có một điều mà mình đã nhận ra được khi mà học đại học, đó chính là ở một cái môi trường nhất định, các bạn sẽ thấy là mọi người xung quanh luôn tích cực, luôn gọi là sôi nổi, chỉ có một mình là thụ động, là không thể hiện bản thân mình. Các bạn lạc lõng giữa rất nhiều người. Đó cũng sẽ chính là nguyên nhân khiến các bạn phải đứng lên, các bạn sẽ phải thay đổi, sẽ phải hòa nhập hơn với nhiều người, đặc biệt là với một cái ngành rất là sôi động như ngành quan hệ công chúng. Nói tóm lại á, thì thật ra cái tính hướng nội không xấu, nhưng mà các bạn đừng có hướng nội kiểu quá cứng nhắc, quá thụ động, hay là quá ngại đứng trước đám đông, quá ngại thể hiện bản thân mình, thì đó cũng sẽ là những cái yếu điểm cho mọi người trong học tập và cả trong những công việc sau này nữa. Và nói tóm lại, cái điều mà mình muốn đem đến cho mọi người trong cái video này đó chính là dù bạn hướng nội hay là bạn hướng ngoại, bạn cũng sẽ có những cái ưu điểm, có những cái khuyết điểm cho riêng mình. Nếu mà bạn yêu thích một ngành nghề nào đó, thật sự cảm thấy ngành đó phù hợp với mình và cảm thấy bản thân mong muốn được học ngành đó, thì các bạn cứ mạnh dạn học, các bạn cứ mạnh dạn theo đuổi đam mê của mình. Tại vì chúng ta còn rất là nhiều thời gian trong cái môi trường đại học hay là bất cứ một cái môi trường nào đó, thì sẽ có những cái tình huống, sẽ có những cái sự việc, sẽ có những cái hoạt động liên tục được tạo ra. Thì trong suốt cái quá trình đó, các bạn sẽ có thể từ từ thích nghi, có thể từ từ thay đổi và có thể từ từ điều chỉnh tính cách của mình. Và đừng vì một cái định kiến hay một cái điều tự ti nào ở bản thân làm trở ngại việc mà mọi người đến với ngành nghề mà mọi người yêu thích. Thì thật ra bây giờ đối với cá nhân mình á, mình hoàn toàn không có thể tự tin nói là tính cách của mình hoàn toàn phù hợp khi học ngành quan hệ công chúng, thì mình sẽ không tự tin nói điều đó. Nhưng mà mình có thể tự tin nói với mọi người là tính cách của mình đã có những cái thay đổi nhất định, đã có những cái sự thích nghi phù hợp hơn đối với cái ngành nghề mà mình hiện tại đang học. Và video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng những cái chia sẻ của mình trong video này sẽ giúp ích được cho mọi người. Và mình mong muốn được chia sẻ với mọi người nhiều hơn qua video này. Và một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thích video này thì mọi người nhớ like và subscribe cho Health TV nha. Hãy để lại những cái chủ đề mà mọi người mong muốn mình làm trong thời gian tiếp theo. Mình sẽ quay trở lại sớm thôi. Bye bye.